Để được mệnh danh Trần Toản người dẫn đường, người dẫn đường thì tôi có phải trả giá không anh chị? Trả giá bằng điều gì? Tôi phải đi mò đường, tôi phải đi tìm đường. Thậm chí tôi lụt vào hố sâu, tôi rơi vào bãi rác, tôi lạc đường. Có không các anh chị? Trả nhiều lắm các anh chị. Để thành công được như ngày hôm nay thì cũng đã từng phải trả rất nhiều. Để đứng được sân khấu lớn thế này thì tôi cũng lại từng đứng sân khấu nhỏ. Tôi cũng run vãi cả đái ra khi đứng sân khấu các anh chị ạ. Tôi nói phải lắp bắp, tôi làm mọi thứ. Để tổ chức chương trình, nhiều chương trình tôi cũng lỗ lòi mắt, chẳng có ai đến luôn. Thuê hội trường rất to, đến có một mình ta với nồng nàn. Thế thì để có giá trị ngày hôm nay, số 1, tôi vừa nói đấy chính là sự trả giá. Đó là trả giá. Đó là sự trả giá cho bút slide. Đó chính là sự trả giá các anh chị ạ. Rất là nhiều người nghĩ rằng tôi may mắn. Rất là nhiều người nghĩ rằng tôi được người này hỗ trợ, được người kia giúp đỡ. Rất là nhiều người nghĩ rằng có thể tôi sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng không. Tôi là người sẵn sàng trả giá cho những điều tuyệt vời. Để có tôi ngày hôm nay, dành cho tôi tràng vào tay các anh chị. Để được mệnh danh là Trần Toản, người dẫn đường. Để được mệnh danh Trần Toản, người dẫn đường. Người dẫn đường. Thì tôi có phải trả giá không anh chị? Trả giá bằng điều gì? Tôi phải đi mò đường. Tôi phải đi tìm đường. Thậm chí tôi lụt vào hố sâu. Tôi rơi vào bãi rác. Tôi lạc đường. Có không anh chị? Trả nhiều lắm các anh chị. Để thành công được như ngày hôm nay thì cũng đã từng phải trả rất nhiều. Để đứng được sân khấu lớn thế này thì tôi cũng lại từng đứng sân khấu nhỏ. Tôi cũng run vãi cả đái ra khi đứng sân khấu các anh chị ạ. Tôi nói phải lắp bắp, tôi làm mọi thứ. Để tổ chức chương trình, nhiều chương trình tôi cũng lỗ lòi mắt, chẳng có ai đến luôn. Thuê hội trường rất to, đến có một mình ta với nồng nàn. Để trở thành người dẫn đường, tôi cũng phải bỏ rất nhiều tiền đi học, nhiều tiền làm điều này làm điều kia để có thể trở thành. Các anh chị ngày hôm nay cũng vậy. Để ngồi được vị trí là CEO, ngồi vị trí là boss, là nhà máy sản xuất, là thế này thế kia, các anh chị cũng phải trả rất nhiều tiền. Để làm leader, các anh chị phải trả giá rất nhiều nhãn hàng mình đã kinh qua, đã kinh doanh, mình đã lỗ lên lỗ xuống, thậm chí kho hàng còn đầy trong nhà. Để mình mới đúc kết được cái kinh nghiệm, đúc kết được kỹ năng, đúc kết được điều này điều kia để trao cho người khác. Đúng hay sao, đúng anh chị? Cho nên tay đâu. Vỗ vai cạnh tôn trọng người dẫn đường của mình. Ngày hôm nay, ai đến đây mà được một ai đó dẫn, được một ai đó mời đi, hay một ai đó nói rằng mày đi học đi, hãy biết ơn họ, hãy trân trọng họ. Bởi vì họ chắc cũng phải đi nhiều lần lắm rồi, họ mới dẫn mình đi. Họ cũng phải học nhiều thầy lắm rồi, họ mới chọn được thầy hay. Họ phải trả rất nhiều tiền rồi, họ mới có những thứ tuyệt vời. Đúng không, đúng không anh chị? Đúng. Cho nên vỗ vai thằng cạnh, cảm ơn mày. Đó chính là sự trả giá. Sự trả giá. Ghi nó xuống, trả giá để có giá. Trả giá để có giá. Trả giá để có giá. Mọi thứ trên cuộc đời này đều có giá nào hết, có nó hết. Ví dụ, để có cuốn sách, vừa nãy tôi nói, thì các anh chị cũng phải chạy lên chứ. Cũng phải chạy lên mà. Thì đấy là mà trả giá. Nhỡ ông cho quê sao? Không sao, mình trả giá. Cũng là một điều tuyệt vời là tao dám làm rồi. Rồi sau nữa gì ạ? Để ngồi trong lớp này cũng phải trả giá là không dùng điện thoại mà. Biết đâu được có một vài đơn vài chục tỷ đang đập vào mỏ, mình không được dùng. Đấy là trả giá. Cả hai ngày có anh chị ở đây mà. Đó là trả giá. Thế là tất cả chúng ta muốn có thứ trên cuộc đời này đều phải trả giá. Bởi vì trả giá chúng ta mới có giá trị. Để một thân hình quyến rũ thì phải trả giá một đi luyện tập. Để có mông căng đét thì cũng phải ngồi lên ngồi xuống mấy chục lần một ngày. Để ngực to thì... À đi tiêm. Đi. Một là
cắt cái núm nhét vào, hai là ở nách nhét sang, ba là ở bên dưới mổ đưa vào, chả giá đau chết bà được.